Sắp để đấy, một tháng nữa để. Dạ, cứ bóp có sữa không? Chưa có đâu, lúc nào nó sắp để một có sữa chứ. Thế bây giờ kiếm món gì cho chắc chắn để ăn được ý nhỉ? Chứ tao thấy cái đuôi bò này mày ngon lắm. Ôi xì. Đuôi bò nướng siêu cay. Đuôi bò nướng siêu cay. Mày ơi. Thấy chưa? Ấy, mày làm gì đây? Đừng chặt. Mày làm gì đây? Làm thế thì nó mới xuống được. Thì cắp lô sao anh không chặt luôn đi? Cắp lô sao anh không chặt luôn đi? Sao mình ngu thế? Em khôn ấy. Mày còn để tao ở trên à? Không thì còn chơi anh đi xuống được. Xuống cứ để. Bắt xuống luôn. Mẹ này. Tao đập chết rồi. Thôi đi về. Mới người tao rồi. Thế mà anh chờ làm gì? Anh khóc sao anh không chặt luôn đi? Điên. Sao ông bảo tao có cái cây phan bên cạnh trèo lên đấy cho nó nhanh? Thì khóc cho anh không chặt mà lại vứt ra đâu ấy? Lại vứt mất à? Em đi rồi. Thôi, tí nữa lấy này. Cầm lấy để tao đi tắm cái thằng ngứa. Ngứa hết người. Tắm bị chặt, chỉ bẩn trâu. Đấy, hôm nay tao làm món cực ngon cho mày xem. Em chỉ chít à? Chắc cướp đi, món này ngon cực luôn. Ngon hả? Chưa biết đến gió chú mà lại cả. Hôm nay ăn rau ngon hơn rau lợn của mày nhiều nhá. Món rau lợn của mày bao nhiêu tiền chưa đi? Có không hết bún đây. Đấy, tươi. tươi không phải tươi được, đúng cái ngon. Anh nhất bị giọt chuối không à? Sụp lại còn đổ đôi. Em thấy ông em cũng thái luôn này. Mày biết cái gì? Chả phải bụi đôi nhỉ. Không mua cho mình. Ngủ con gì thì đang phải ngủ thuốc. Ngủ đây. Này. Có nhiều à? Ui dồi dồi bà. Có gì nhiều thì ngon. Mày cứ đi mày để nhiều. Mày ngon lắm. Mà vào. Đi mổ. Biết cái gì? Mà vào. Làm công tao trèo mình. Mày bị ngu sao mày tự nhiên tao sắp vặt được rồi mày lại còn đi chặt gốc? Thế anh có dao anh đeo bên kia sao anh không chặt luôn gốc đi? Rồi. Nhưng mà lúc đấy sao mày không bảo? Mày thì em đang định bảo thì anh bị trèo rồi ngủ. Mày nhìn này, đập gốc. Rồi lại một phát vào tay. Một phát vào tay. Ăn những cái này thôi à? Tí nữa mà xem có đậu riếc rau riếc các kiểu này mà có thêm mấy con cá tép thẳng ăn chị nhỉ. Ăn gỏi sống đó xong không? Ê là cái phụ kiện. Ây mày hôm nay mình có biết đi mua cá. Anh đang làm đấy. Sụp mau đại ca mày chứ ai anh tôi à? Chờ quách select luôn đặc biệt. Chị làm nào có nào ăn được nhé. Cái này mà bỏ lại chó không ăn được đâu. Nào cứ ăn được là được. Ui dồi. Em mới thấy cái chuối này toàn lợn nó ăn này. Lợn ăn hôm nay ta sẽ cho mày ạ. Nếm thử gọi là món ăn dành cho lợn của Ma Đại Ca. Mà bây giờ cũng hơi bị hot đấy, mình biết nha. Hot gì? Cái này. Món ăn này hơi bị hot đấy. Món chân lợn nó hot. Anh cũng hỏi. Ôi dồi, tí nữa đừng có đớp nhiều rồi nhá. Giỏi em được mấy gắt chứ mấy. Này cứ để đấy mà xem. Có nhiều chanh rồi mà chua. Cứ bình tĩnh. Đại biểu này em to phết đấy. Con nào mà mấy em chỉ. Thịt à? Thịt nướng à? Nướng cả con nhé. Đại biểu nướng siêu cay. Đại biểu mấy con. Đại biểu đây. Như này. Thôi. Xẹt xẹt cái cứt đấy. Hoài phết đấy. Không chưa. Không sao lấy chuyện đầu bếp thì gọi là cụ. Cụ non. 3 tuổi xem con thì mới quay lâu được. 3 tuổi. Mai mấy tuổi? Em
9 tuổi. 3 tuổi xem con. Ừ, em có hai mấy tuổi. Hoài. Không có lạc à? À đây. Rau nữa. Đậu nữa. Đây. Quên. Thịt nữa. Thịt điên thịt. Em thấy cái cho thịt anh không cho ăn thì bảo không cho ăn. Thế cho thịt làm gì? Em thấy cái cho thịt vào. Tao đâu mày ăn chay. Không thịt tiếc đấy. Ăn chay mà nước mắm với cả ớt à? Nước mắm chay. Ớt cũng chay. Ớt cũng chay. Chay thì có đậu mới lạc thôi. Mày đừng có thổi nó bay hết rồi này. Mày vào đây. Đây, ra đây cơ mà. Đấy thì để thổi ta thái rau. Các bọt vào bọt là nào. Thế là nhiều ăn toàn lạc à? Ừ. Ôi. Ừ. Giờ là nó đậu. Đậu lướt ván. Lướt, lướt. Thích. Mày lấy cái đĩa ra đây, mau đại ca mày bày cho mày xem. Mày bà bóp vào mày còn quay thái nha. Bóp, mày ai đi bóp đậu. Bây giờ thì mình làm món ăn nó phải nghệ thuật đẹp. Xong cuối cùng vẫn phải bóp cái gì? Bóp là bóp nào, cần gì bóp. Đấy, đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Đấy, thấy chưa? Thêm vào. Thế thôi. Thêm đỏ. Thêm. Bóp luôn. Đấy. Xong cái kết sau cùng vẫn là phải bóp. Rau nữa. Quá là tuyệt vời. Ngon thằng em. Đấy, mười cả ngàn. Ngon biết nhỉ? Ừ. Cho thêm rau rồi. Từ từ. Nó như lấy đĩa đã. Không ấy. Ai xài. À, hôm nay mua được đĩa đẹp ạ. Đẹp, vách xà lách, hiểu không? Bách em rửa rồi. Mày rửa rau cả cây. Hả? Hả? Cười như cười. Em có ăn rau không? Không ăn rau. Mà em trang trí à? Em có lựu. Ừ, trang trí. Lấy lá xoan là mà trang trí. Hả? Suốt ngày cứt vì lá xoan. Chứ không có lá gì, anh có mua lá gì đâu em đâu. Thì em chẳng lấy lá xoan à? Mày không phải trang trí nữa. Trang trí nó mới bắt xà lách được. Đẹp với mình bây giờ thể hiện đẳng cấp phẩm thực. Đẳng cấp cho chó. Cho lợn này chó nó không ăn đâu. Đặc biệt là những con lợn như mày. Anh. Ui. Bỏ đi. Nào, nào. Phía không? Nào, không bốc, nhọn. Rồi. Rồi, đẳng cấp chưa? Về chưa? Ừ. Chọc nút. Chọc ngọt. Rồi. Ít rau nữa cho nó đẹp mắt. Xoài. Không ạ. Phê, lê tê phê. Đấy, xem rau gì đấy. Rồi. Anh em mình đi thưởng thức không? Đây, này. Cầm hai cái bát. Đấy, cầm cái đũa, hai cái đũa, đi như thế này. Hạch xà. Phê không các bạn? Ngon lắm. Đi ra đây. Ây da. Chịu ra đây làm gì? Cứ đi ra đây. Làm gì? Mày. Ăn ngoài này, ngã bắt vỡ mồm. Ui. Không chắc em đi như thế. Đi, lên đây ăn ngồi ngắm
bình minh đẹp đẽ lãng mạn đúng không? Rồi già em còn đi mày già đi cái cứt rồi mày vẫn lên đây ngồi ngắm bình minh đẹp không hả? Lên đây ngồi ngắm bình minh thì đẹp gì? Ăn nó mát ruột ngắm gì? Bình minh cái gì cười cứt à? Đã đi lại còn ngồi ra ngoài bình minh à? À, thế chiều vào bình minh à? Quang hôn đấy, nhưng mà miễn là đẹp là được. Chào cái gì? Rồi, chán à? Chân thế à? Mà mày chửi ai ngu ấy? Hả? Ai bảo anh ngu quá nhỉ? Vẩn. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Nói là quá tuyệt vời rồi. Một chút tuyệt vời mà không thể nói hết. Tuy là ăn chay nhưng mà ngon hơn cả gà. Ăn chay mà có ớt. Chay mà ớt thì liên quan gì đến chay? Chay mà ớt chả chay à? Ăn chay người ta phải ăn đùi gà, ăn thịt lợn. Mày cũng bảo đùi gà đùi ngựa. Ngựa cả đít. Này ăn đậu đi cho thông minh. Ăn đậu cho mình. Ăn nhiều óc qua đậu đi. Đâu tuyệt vời. Ngon rồi. Cho khán giả xem ạ. Rớt rãi. Món này quá ngon. Ăn thịt nhiều giờ ăn rau thì phê thật. Ôi, ăn thịt nhiều còn ngon. Ê à? Quậy, đậm như cẩu ấy. Mày ăn thịt nhiều. Là món đi cho chó ăn, món đi sống, món đi ôi khói. Nào để cho mày ăn thịt. Như kiểu món gà gì? Gà rúc, rúc bơ ao à? Hay là gà đông cứt gì đây? Ăn sống gà. Nguyên. Sống nguyên. Sống một nửa. Nói không đúng. Ở chỗ này ngắm người ta đi học về hay nhỉ? Ngắm bình minh đẹp này. Ngắm hoàng hôn. À ừ, ngắm hoàng hôn đẹp. Tôi sao mặc cái quần chật chật cho máu nó trông lên não nhá. Quần tao lúc nào cũng chật rồi nhá. Ngon rất nhỉ. Quá ngon, ngon rất nhỉ. Hạ được. Giúp con người ăn sướng phình. Mai tao mày trèo lên tầng thượng ăn kinh phồn kinh gì à. Các bạn muốn mình chế biến món gì nhớ comment ở bên dưới à. À ngon quá phình. Quá ngon. Mắc ngon lắm các bạn. Các bạn thấy món đồng quê đơn giản thì sống phì đó. Mắc phì. Ngon nhỉ. Có mắc. Nhưng mà còn máy bay gấp đồng quay. Ba to gấp cho mình cái. Máy bay giấy à? Ừ, máy bay giấy. Tao có bằng lái máy bay rồi đấy. Mất lái máy bay. Không tin à? Mày biết bà già à? Lái bây giờ chưa? Lái rồi. Bà già yếu dễ gãy cánh. Bà yếu nữa. Bà già sửa lại. Ăn những cái hạt ớt cháu ạ. Ngon nhá. Ăn như cẩu đấy. Anh giả nát. Anh chỉ ngọt. Anh ăn trước cái cơm lấy cái chuối của anh ăn lấy hoa em chuối của anh chặt xuống thì còn chỗ em mới lấy được. Mẹ tao chưa xử cái tội mày chặt cây cho nó ở trên đó. Mày nghĩ tầm cám thời hiện đại à? Cám gì? Tấm mẹ cám kiểu tao ra TV mới là đẳng cấp.
nhà nó mình xiên cắt mông ra, cọc bỏ ngay đấy. Chiên mông ra rồi tôi giết bỏ. Chắc phải nhìn lên nhìn xuống nhé. Mấy anh nhanh đã hết sưu rồi. Đàn giả vờ em nói chuyện xong rồi bắt đầu lún. Ngon cả ăn. Mấy khi được món ngon ăn hết. Ơi món thịt ngon mà ăn chẳng nhớ không? Cái thằng thịt ngon này. Thế nào anh hiểu nấu được thịt ngon. Nấu tội là thỉnh thoảng nó hỏng thôi. Cho món ngon không? Gà chín một nửa nhưng một nửa hết ngon trời. Một nửa ngon một nửa sống. Còn gót vét à, còn mấy miếng rau này. Không một tí chó chán hết. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh Tinh Hoa Trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? À, sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. À, đây như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. À, bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn hẳn luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tán gái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chạm uống chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tamao TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tamao TV, Tamao TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là làn một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.